Anh tóc cần có ký hiệu là TARM Amarato cần nha các bạn. Rồi để tham gia dự án các bạn click phần link mô tả để chat chatbot, các bạn bấm nút ta. Bấm nút ta xong các bạn lướt gấp cha. Lướt gấp cha xong các bạn nhiệm vụ là join kênh Telegram group nè. Kênh group một cái channel Tower thì các bạn follow và retweet sẽ retweet. Facebook bằng like, Instagram các bạn follow các bạn. Rồi các bạn bấm submit reaction, các bạn địa chỉ email của mình vào. Rồi các bạn bấm don. Bấm don rồi các bạn copy đường link profile trang cá nhân Tower của mình các bạn vào đầu người bấm vào nút chia sẻ, các bạn copy gì các bạn. Rồi các bạn copy lại cái link từ tweet các bạn chia sẻ các bạn. Rồi các bạn copy lại cái đường link Facebook của mình các bạn, gửi đó cho nó. Rồi các bạn gửi lại đường link Instagram mình các bạn. Rồi các bạn bắt địa chỉ với AGC20, rồi các bạn bấm vào balance, các bạn nhận được 500 token các bạn. Rồi các bạn chỉ dẹp lấy liên giáp chia sẻ cho bạn bè và người thân nha các bạn. Rồi mình gửi tới ban một kẹo nữa là một bạn nào chưa tham gia chương trình ai góp spin dòng 2 thì vào làm luôn nha các bạn. Con này cao 2 các bạn. Rồi đầu tiên các bạn click phần link mô tả mình, các bạn bấm nút ta để chat chatbot lướt cấp cha nha các bạn. Sau khi các bạn lướt cấp cha xong các bạn sẽ nhận được. Rồi các bạn bấm continue, các bạn follow Telegram, follow Tower, follow Tower. Rồi đăng ký một cái sàn Lucky Exchange nha các bạn. Rồi các bạn join vào kênh Telegram channel, bấm submit reaction, địa chỉ username Telegram, username Tower. Rồi điện cái email đăng ký sàn Lucky.io nha các bạn. Rồi bắt địa chỉ AGC20 giao, bấm vào balance, bạn sẽ nhận được 100 token. Các bạn lấy liên kết chia sẻ cho bạn bè để nhận thêm 50 token spin nha các bạn. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Mọi thắc mắc gì không hiểu các bạn có để lại comment dưới, mình trả lời cho bạn. Và mình cũng cảm ơn tất cả các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ mình trong những thời gian qua. Mình chân thành cảm ơn tất cả các bạn thật là nhiều nha.